Đây, chị đứng đây, chị đứng đây, chị đứng dưới đây. Trong kính cha, kính thưa cộng đoàn, con là Maria Lê Thị Hồng, người ở Hà Tĩnh, đã vào Sài Gòn quận Phú Nhuận, đã gia nhập hội dòng ba để sinh hoạt làm. Đây rồi, được ơn gì? Là con đến đây tạ ơn chùa và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho chị con. Chị con đã u thánh quán, niệm mộ cũng được khỏi. Thì cái bữa tháng tư là chị con vào đấy là chị con bị tai nạn hơn một năm, ngồi trên giường không đi được. Rồi đến hơn một năm nữa thì mới đi được chồng nàng. Rồi người ta mới nói là ở trong Gia Long là nổi lắm. Đây là chị cùng hai vợ chồng đi vào đây. Thì cha và cộng đoàn là cầu nguyện cho chị thì được một ơn là nhận tiền luôn là cha đặt tay và cầu nguyện sống thì chị con bỏ nàng là đi lại bình thường và khỏe. Rồi bệnh tính cũng hết, rồi bệnh huyết áp cao, rất nhiều bệnh lắm nhưng mà giờ thì khỏi hết ạ. Hallelujah! Hallelujah! Đối với Thiên Chúa mọi sự đều. Rồi. Là làm chẩn cho bữa cầu nguyện cho hai đứa cháu, một đứa thì bị phổi nặng, đây là cái bệnh viện Ngọc Thạch là bảo phải nhập viện. Đây là về gia đình cũng nghèo khó, rồi không có tiền đi nhập viện nên là đến xin cha cầu nguyện và đặt tay, đây là cuối cùng cháu cũng đã hết bệnh. Rồi tháng một đứa cháu nữa là bị tiêu chảy đi các bệnh viện điều trị rất là nhiều mà không khỏi bệnh, nhưng đã bảo con là xin lời khẩn ở tại chợ Điểm Tin Mừng đây. Thì là cách 2006 cháu đồng là khỏe mạnh và hết bệnh luôn ạ. Đây tôi gửi tặng cho con cho là chị mà bị ngồi chống nạn mà cuối cùng là đã bỏ cái nạn mà đứng lên. Đây là một cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là ảnh lòng Chúa thương xót để con đưa về cho chị của con nha. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi,